Hôm nay, ngày 21 tháng 9, môn bóng đá nam tại ASEAN 19 sẽ bước vào lượt trận thứ hai, và trận đấu lọt vào tầm ngắm của khán giả Việt Nam chính là cuộc đọ sức giữa Olympic Việt Nam và Olympic Iran diễn ra lúc 18:30. Olympic Việt Nam đã khởi đầu mạnh mẽ với 3 điểm sau chiến thắng 4-2 trước Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên, trong khi đó, Olympic Iran chỉ có 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia. Trận đấu với Iran sẽ là thách thức lớn với Olympic Việt Nam, nhưng nếu họ có thể giành ít nhất một trận hòa, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rất gần với việc vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đối thủ của họ, Iran, được đánh giá cao hơn nhiều, vì vậy việc giành một điểm cũng không dễ dàng. Sau trận ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tỏ ra không hài lòng với một số sai sót của các cầu thủ, và ông hy vọng rằng họ sẽ thi đấu chính xác hơn và bình tĩnh hơn trong những tình huống quyết định. Trong trận đấu này, Olympic Việt Nam có thể thấy những điều chỉnh, với sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài, người có thể cung cấp sự tươi mới và sức mạnh. Cũng có khả năng thay đổi trong vị trí thủ môn, khi Quan Văn Chuẩn có thể nhường chỗ cho Đỗ Sĩ Huy. Olympic Iran đến ASEAN 19 với một đội hình mạnh, bao gồm nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Iran và đội tuyển quốc gia Iran. Đội hình của họ cũng bao gồm nhiều cầu thủ trẻ đủ tuổi tham gia ASEAN. Ngoài ra, họ đã bổ sung hai cầu thủ quá tuổi là Arsalan Motahari, 30 tuổi tiền đạo, và Hossein Hosseini, 31 tuổi tiền vệ. Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Iran hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến đáng xem và cả hai đội đều đang quyết tâm giành chiến thắng để tiến xa hơn tại ASEAN 19.